bị, hai đôi chuẩn bị, nhất thứ nhất bắt đầu. Một đô mặc khố xanh thắc bộ. Thôi thua rồi. Dây một đô mặc khố xanh thắc bộ. Hùng đơn vị quê võ, mặc khố đỏ. Nguyễn Văn Sơn đơn vị Nghệ An mặc khố xanh. Hai đô vào thẳng làm thủ tục xe này. Thank you.
mời hai đôi đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 2 phút 10 giây của hiệp thứ nhất. Ông Đô mặc khố đỏ thắng cuộc. Trận thi đấu ở hạng cân 70, Đô Nguyễn Thế An Hải Phòng, khố đỏ, gặp Đô Trần Văn Hiệp Nghệ An, khố xanh. Mời hai đô vào sới. Hai đô nghe lệnh trống xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Giới luôn luôn sôi động và các quý vị khán giả đến dành cho các đô những tràng pháo tay nhiệt liệt để phấn khởi sôi động và động viên tinh thần thi đấu của các đô. Xin trân trọng cảm ơn. Khố đỏ vào thực hiện bốc đoàn kỹ thuật bốc đôi là đô khố xanh. Thì theo sát chúng tôi ở dưới này thì phát hiện là hai đô khố xanh tung một chân và nhảy một chân sang bên này. Nhưng mà chúng tôi để làm đảm bảo công minh cho các đô thì hỏi ý kiến của ba trọng tài là trọng tài trống và trọng tài biên đã xác định là đô khố xanh nổi hai chân cùng một lúc. Như vậy đô khố đỏ thắng.